những tháng cuối năm luôn là thời điểm tội phạm trộm cắp gia tăng hoạt động. Thời gian gần đây thì bà con nông dân trên địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đang phải đối mặt với nạn trộm cắp trâu bò. Đa số các đối tượng thường chọn các địa điểm thưa dân cư và lúc đêm khuya để thực hiện hành vi trộm cắp. Sau đây là ghi nhận của chương trình tại địa phương. Được biết, vợ chồng anh Dương Văn Sẵn và chị Trang Hồng Thúy ngụ khu vực 3, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ có 8 con bò. Vào khoảng 2 giờ ngày 16 tháng 12, lợi dụng đêm khuya không người canh giữ, các đối tượng đã trộm mất của gia đình anh chị 3 con bò, một con đang trong giai đoạn mang thai. Anh Sẵn cho biết, trước ngày bị mất bò, anh thường thấy các đối tượng lạ mặt xuất hiện gần nhà nhưng không để ý. Thực tế, thời gian qua đã có không ít vụ trộm trâu bò cũng như các loại tài sản khác xảy ra tại địa phương, gây thiệt hại về kinh tế và tác động đến tình hình an ninh trật tự.